Cung điện của Hoàng gia Anh có tên là Buckingham, hiện là nơi ở của Hoàng gia Anh. Cung điện được xây dựng ở thành phố nào? Westminster ở London, Anh. Cung điện có tất cả bao nhiêu phòng? 19 phòng khách, 52 phòng ngủ, 78 phòng tắm, 188 phòng dành cho nhân viên cung điện, 92 phòng làm việc. Loài hoa nào được trồng nhiều ở cung điện Buckingham? Hoa thủy tiên, và mùa xuân khắp cung điện tràn ngập hoa thủy tiên, làm nên nét đặc trưng của cung điện này. Vị vua hiện nay là? Vua Charles III là con trai của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị và hoàng thân Philip. Ai là người giữ ngai vàng lâu nhất trong lịch sử Hoàng gia Anh? Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Điều gì sẽ được thực hiện để chào mừng sự ra đời của một em bé hoàng gia? Đài Bắc sẽ được bắn để chào mừng sự ra đời của một em bé hoàng gia. Làm sao để trở thành một thành viên của Hoàng gia Anh? Một người nào đó kết hôn với hoàng gia sẽ trở thành thành viên của hoàng gia và được phong tước vị khi kết hôn. Tuy nhiên, để thành vua hoặc nữ hoàng thì bạn phải được sinh ra trong hoàng gia. Đố bạn, người đứng đầu Hoàng gia Anh sẽ được hưởng quyền lợi gì?